Khi nào anh em gặp nhau nhá. Vâng, nói mùng 2 chứ gặp nhau. Dạ. Vâng. Ok. À, cái chính là anh em mình phải tập trung vào cái mục đích thôi. Dạ. Còn lúc nào bác có muốn tham khảo anh khách mời vừa rồi thì anh em gọi điện cho nhau. Bởi vì thật ra Dạ. là em nghĩ rằng là có những cuốn sách của anh, những lịch sử nó nằm ngoài những cái tầm việc anh em mình. Anh Dạ. em mình là đấu tranh là trực Không, diện, đòn phản anh đánh có từ quá. xưa nay nói về Còn những cái cái này vấn anh đề ít sách khi anh sử, nói đến anh đó. lên diễn đàn, anh lên diễn đàn anh phải đưa ra cái chính. Còn mọi vấn đề là anh em mình phải bỏ qua, hoạt động. Rồi rồi đúng rồi, Anh hiểu khi không? nào có đính chính thì sẽ mua đúng không anh Hoài? Khi nào có đính Đính chính chính tôi hay sẽ không mua. đính chính, lúc đấy là mua là quyền của bác. Ý kiến của Dạ. bác, ý kiến của cái đấy, nhà nước mình có cái lý lẽ. Họ sai đúng họ sẽ phải điều chỉnh, có cái Đúng hội rồi. đồng. Anh em mình chỉ là cái ý kiến cho người dân, mà có thể Đúng ý rồi. kiến có thể là ý Về vấn kiến đề này á, về bỏ vấn đề qua. cái bộ sở mấy cái quyển sách các ba này tôi rất ít khi tôi nói đến. Đấy, rất ít Rồi. khi tôi nói đến vì là Thôi không nói nữa, bây giờ là không nói nữa, còn anh chịu không? mục tiêu của mình vẫn là chủ yếu là đập Ba Que và đập Bọn Giận. Đấy, Đúng mục rồi, tiêu chính, đấy. đấy là mục Thế tiêu chính, thôi, mình không thay làm đổi. việc Trước là nó sau dễ, không thay đổi, mình đấu đúng. tranh là nó phải Đúng. có cái chính diện, mà Đúng. cái bọn Ba Que, bọn phản động thì dân anh dân dân không bao giờ đồng tình rồi, không bao giờ Đó. ủng hộ rồi, vì chúng Đấy. nó là cái bọn khốn nạn, chúng nó chỉ có rình rình là quấy phá đất nước thôi, xuyên tạc quấy phá. Thế nên là anh em Đúng. mình là sống ở bình yên thì mình phải lên tiếng nói cho người, để nói lên cái tiếng nói của người dân chân chính, không bao giờ có cái chuyện sử dụng bạo lực hoặc biểu tình để làm mất trật tự, làm Đấy. ảnh hưởng cuộc sống, đúng không anh? Con cháu mình đi học rồi tắc đường, Đấy. đúng không anh? Tôi xin Rồi đính du chính lịch. lại nên cho anh một phút, anh nên đính chính với mọi người là tôi không phải là cựu chiến binh. Đấy, tại vì tôi không vào hội cựu chiến binh. Đấy. Vì tôi có là bộ đội nhưng mà tôi không vào hội cựu chiến binh thì tôi không phải là cựu chiến binh, tôi chỉ là một người dân. Đấy, nói rõ cho mọi người hiểu thế nhá. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi vì làm có thời gian tôi đứng ở trong hàng ngũ chiến sĩ cách mạng. Tôi đã thề dưới lá danh dự, dưới lá cờ quang vinh của cách mạng thì suốt đời của tôi sẽ bảo vệ cách mạng. Đấy, bảo vệ nhân dân. Đấy. Khi nào còn tôi còn một hơi thở tôi cũng phải bảo vệ đất nước này. Đấy. Bất kể một ai phá rối đất này hoặc có tư tưởng phá rối đất này tôi đều chống lại. Đấy, nói thế thôi. Đấy. Xin mời em. Vâng, đây là nội dung chương trình thế thôi, chứ thật ra em nói với anh này, hai hôm nay là em đạo này thì cũng bận nên là mình chỉ vào thêm thôi, mình không lên diễn đàn. Nhưng mà hôm nay là lên là cái thằng AQ nó cứ cò quay, xong bắt đầu nó qua nó dọa em như kiểu bọn thằng Tân Thái với Chí Phạm, nó dọa ấy. Nó bảo mày chờ tao về, mình bảo được, tao đéo phải chờ mày, cái loại thằng AQ mẹ mày mày chờ chúng mày, đời chúng mày đến chúng nó cứ đợi cộng sản nó đổ để về thì to, mà đến 10 đời nhà chúng mày nó nữa chúng mày nó cũng làm không gì có về được. cửa để mà về, làm gì có cửa Đấy. để mà về. Đấy. Còn anh em mình vẫn Còn tự do tung hành trên đất nước này, việc gì phải sợ ai, việc gì phải sợ cái giời. gì. Đấy, anh đấy, trong tất cả những anh em ở trên diễn đàn, đúng nói thật sự là mỗi gặp mỗi anh đấy, mà anh em mình gặp nhau cũng chỉ được chốc lát, nhưng mà con người tình cảm thì anh biết ngay là anh Đúng. em mình sống là làm vì cái gì, anh hiểu Đúng, đúng. không? Còn anh nhất là còn mọi người thế thôi, còn em nói thật sự với anh là mục đích anh em mình hôm đấy, từ hôm em vào làm hôm qua khoảng 20 mấy tháng 5 để nó biểu tình đấy, thì lên mình định có biết gì đâu, thì thấy chúng nó cứ hô hào thì mình cũng gọi là một người dân, thấy cái tiếng nói cần phải nói lên cái tiếng nói để đảm bảo cái cuộc sống bình yên thì mình nói thôi. Thế xong bắt đầu chúng nó cứ dọa giết với dọa kia, thì anh gặp em biết rồi, con người em thừa bản lĩnh. Đúng. Chúng nó cái thằng AQ hôm qua nó dọa em bị ức chế anh hiểu không? Mà lúc còn đâu mọi vấn đề thì em nói thật sự với anh là anh mở diễn đàn, nhưng mà anh cũng phải có cái cứng, không là nhiều người ý kiến cái chuyện cá nhân thì hãy gặp nhau hoặc là phê phán nhau thì trực diện, còn lên đây chỉ oánh bạo em. Mình phải có quan điểm lập trường để đấu tranh với bọn này, còn ai ủng hộ mình thì thật ra ai ủng hộ thôi, nhưng có phải không phải ai có điều kiện để ủng hộ, bởi vì thật Đúng ra em nói với anh là như các anh đấy bất công bất buổi ra bờ hồ săn giận
rồi thì thế nọ thế kia, em nói với anh được cái gì đâu. Đúng, cái từ trước nay thì anh cũng tránh cái vấn đề cá nhân, cho anh không không muốn dính vào vấn đề cá nhân, vì là mình đã lý luận cãi nhau trên vấn đề cá nhân mà thì nó mất đi cái tư tưởng hoặc là mất đi cái thời gian để đánh bao que, cho ta mới tập trung vào đánh bao que thôi. Còn vấn đề mà nói khác, tôi nói cho Tăng Dương mới bị ấy hiểu này này, cái tinh thần và cái lý tưởng của những người chiến sĩ cách mạng đấy, chiến thắng được quân thù chỉ là Thằng do cái Tăng, lý thằng tưởng Tăng Dương là thằng và nào cái đấy? tinh thần Mày chỉ bảo tao cách mạng cháo trở đó, cái gì? thằng ta À, Tăng nữa đấy đấy, mày chứ còn bảo không mày phải mày chúng tôi mày bảo không tao chiến cháo đấu trở không cái phải vì đồng gì? tiền à, hay Mày nên tao nhớ lừa đảo mày cái gì chưa? là tôi Tao được hứa hẹn với mày cái gì chưa? Tao làm gì có hại cho đất nước tao chưa? Mà mày bảo tao cháo trở. chúng Mày tôi chiến em cứ đấu không mày cứ phải giọng là ba vì bằng que. tiền à, nói rõ là như thế, vì nếu như vì bằng tiền Nếu nhà thì nước chưa cần chắc tiền mà ủng gì, hộ mà đánh đúng ba que là tao còn ủng hộ nhà nước cơ. đấy. Tao nói thật đấy. Còn nếu như vì tiền để mà đánh giặc ấy thì không khác gì ngụy, bọn ngụy nó mới đánh giặc à, đánh đánh nhau vì đồng tiền, cho nên vì thế chúng nó mới thua. Còn chúng tôi chiến đấu đây là vì lý tưởng đấy, và vì tinh thần chiến đấu có vậy thôi mà chiến thắng quân thù, Em dù nói rằng với anh súng đạn siêu này, có thể ít hơn. nếu mà đánh ba que kể cả phải đóng góp tiền để thêm vào đánh, em sẵn sàng luôn. Nhà em Đúng có 20 công nhân sẵn sàng em cho nghỉ, giả lương đi diệt ba que. đấy, nên nhớ là Không những phải tao người lấy tiền của nhà nước nhá. Chúng mày hơi nhầm đấy chứ tao gì mà mày mày bảo tao. À, Tùng Phạm, à, thằng, 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 thằng gì? Thằng Tâm tăng Dương. dương đấy thôi thì mấy em cứ tiếp tục em chia sẻ. Mày tao mày ai tao mày tao với lũ ba que thôi, còn anh em trong nước với chúng tao, những người kể cả là tao nói mày, người ta như thế nào, xuất phát như nào, nhưng có tinh thần yêu nước là tao đồng lòng. Tao Đó. không cần biết người đó là ai, ở đâu, chỉ cần có tinh thần chống lại bọn ba que này, vì chúng mày đang cứ suốt ngày hô hào đốt phá với lại lật đổ với giết, cho nên là bọn tao không bao giờ chấp nhận bạo lực, nên bọn tao phải phản biện lại, nghe chưa? Còn chúng mày nếu muốn giết thì cứ giết bọn tao trước đi, xong rồi giết đến người khác nhá. Đúng. Chúng ta sẵn sàng đổi mạng để cho chúng mày giết chúng ta rồi rồi lại đổi với lấy mạng chúng mày để bớt Em đất nói nước thật, này bớt đi những em cái nói thành thật với phần chống phá. anh bằng là này, mình có chết thì chết trên quê hương, Đúng. có cái loại chó chết mà không có chỗ chôn, nó nhục Đúng. thế, nó khổ thế. Còn anh nói em nói thật, đằng nào chả một lần chết, thằng nào chết 2 lần nhá. Còn người ta Đúng. sống, người ta sống vinh, mẹ người ta chết, người ta cũng chết vinh nhưng người ta không chết nhục. Mẹ có lắm thằng mẹ ba que về còn là mang nắm giò tàn từ bên Mỹ về quải trộm, Đúng. chẳng qua nhà nước biết nhưng mà thôi tha cho chúng mày. Chúng nó cứ nghĩ là chúng nó ở bên Mỹ, ở bên nước ngoài thì chúng ta nước mình không làm gì được chúng nó. Nhưng hãy nên nhớ rằng một thời gian nữa đi, chúng mày cứ chống phá đi. Một thời gian nữa chúng mày cũng không còn cửa để mà chống phá nữa đâu. Đấy, cái hôm nó bảo ơi rồi uy nghiêm nhiễm không dám gì đấy, bây giờ Rồi mấy Tăng cái thằng Dương. ở đấy nó trả xử đấy, nhà nước mình xử cho 14 năm nào. Đúng. Chúng mày bảo bố Mỹ cho mày đi, chúng mày chẳng qua chưa đủ tội thì pháp luật Việt Nam là xử đúng người đúng tội đấy. Mà Đúng. những cái thành phần mà nó em nói kể cả dân chủ quậy nhá, cho chúng mày cứ quen mồm chúng mày đi, rồi chúng mày tao không nói gì, chúng mày lên nước xong chúng mày ẩn vào cái nấc mà đủ tội rồi mà tao xử chúng mày. Người cộng sản người ta khôn ngoan lắm, con người có ăn có học nó khác. Anh em mình chúng nó cứ bảo là cộng sản, được một À. phần của cộng sản không xong, mình chẳng Đúng qua vậy. là một người dân, mình chỉ phản biện những cái gì mà nó không đúng, vì không có Đúng. ai trên thế giới này người ta chấp nhận cái chuyện bạo lực cả. Dù ý kiến của ông là đúng hay là sai, người ta phải giải quyết với nhau bằng những hành Đúng. động. Làm sao bây giờ đốt một người dân đốt vào anh không, cái bọn khốn nạn Đúng. thế chẳng hiểu yêu nước cái nào. Cái Rồi. thằng Tân Thái lúc nào lên ôm bình xăng, em mày về mà đốt, nó không về đâu, đừng nghe lời nó mà chúng mày chết. Nếu nó về nó là phải là anh hùng này, nó về đây nó đốt kẻ nó chết, nhưng nó còn lâu đâu, bên đấy nó hô hào lấy tiền nhá. Thế xong rồi ở đây các ông các bà xong rồi là chỉ có là quân cờ còn tốt thí cho chúng nó. Rồi.
anh nhà ông em không? Đúng, đúng là như thế. Cho nên là vấn đề Nói chung là là thế. anh cứ nói đi ạ. Nói chung là thế này này. Chúng tôi là những người dân, mà người dân trong đất nước Việt Nam, chúng tôi đang sống ở đất nước Việt Nam, chúng tôi phải bảo vệ đất nước Việt Nam. Đấy, nói rõ là như thế. Chúng tôi sẽ đấu tranh với tất cả những cái thành phần nào nó thuộc về chống phá đất nước. Đấy, kể cả những cán bộ tham ô, lãng Đúng. phí, hoặc cán bộ thoái hóa biến chất, nhũng nhiễu nhân dân là chúng tôi cũng đấu tranh. Chứ chúng tôi không phải là chỉ đấu tranh với giặc ngoại xâm đâu. Đấy, chúng tôi giặc ngoại xâm thì chúng tôi sẵn sàng chiến đấu. Đấy, để quét sạch những bọn giặc ngoại xâm đi. Nhưng giặc nội xâm chúng tôi vẫn phải chiến đấu để làm trong sạch cho đất nước, để làm cho nhân dân được giàu mạnh, đất nước được giàu mạnh. Mà có giàu mạnh thì mới bảo vệ được đất nước, bảo vệ được lãnh thổ của quê hương. Đấy, vì vậy chúng tôi là những người dân có tấm lòng yêu đất nước này, yêu tổ quốc này và yêu nhân dân này. Chúng tôi nói lên cái tiếng nói của mình. Đấy, để làm sao để cho mọi người dân hiểu về cái tinh thần yêu nước, vậy tinh thần yêu dân tộc, yêu quê hương của người Việt Nam, có thế thôi. Xin mời lên tiếp tục. Vâng, em chỉ nói chung là bổ sung ý kiến về cái vấn đề quan điểm là muốn gì thì muốn, bạo lực không có được xuất hiện ở những cái chuyện với dân dân, bởi vì tất cả chúng ta là con dân Việt Nam, đảng viên cũng từ nhân dân mà ra, mà nhân dân mà không có nhân dân thì lấy đâu ra đảng viên, không lấy đâu ra lãnh đạo. Còn lãnh Đúng. đạo làm sai, đầy đủ chứng cứ mình có thể đưa ra những ánh sáng mà em nói mà anh, chứ các cụ dạy rồi, cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng lòi ra, mà sự thực bây giờ nó đã lòi ra rất nhiều và đảng cũng đang rất xử lý rất nhiều. Chúng nó không bao giờ, chúng nó nói chúng nó chỉ có mẹ buôn bán thù bán hàng giả, chúng nó cố tình tô vẽ để chúng nó vì mục đích thứ nhất là lòng hận thù, cái thứ hai là kiếm tiền, Đúng rồi. đấy là hai mục đích của cái bọn mặt ba que. Đúng. Còn em nói thật sự mà anh nhé, anh em mình cũng có thể biết được cái hiện tượng, nhưng để có các căn cứ để buộc tội một người nào đó quan chức thì cũng mình cũng không đủ cái tầm để buộc tội được. Anh ạ, Đúng, cái đúng. đó nó có các cái ban ngành mà đã sinh ở ở trong hệ thống chính trị nó đã xảy ra rồi, có Đúng. an ninh kinh tế, có cảnh Đúng. sát kinh tế, có một thanh Có, tra, đúng. có kiểm toán, Có ban cán chống bộ tham cấp. nhũng. Anh hiểu Ban không? chống tham nhũng họ tìm ra, mình chỉ là đấu Vâng, tranh để cho họ mình chỉ là đưa ra, anh đưa em ra mình chỉ tòa đưa ra để những cái mà luận điểm nào đó thôi, nhưng anh em nói mà anh, khi quy kết tội người người nào mình phải có cái bằng chứng, đúng không đúng anh? Anh đúng không phải là một hiện tượng xong mình đi mình nói người ta, còn ai làm sai người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, dù đúng ông là rồi đảng viên hay ông là lãnh đạo, ông là gì, hay ông là người dân sống đúng trong nhân. Bây giờ đây cứ biểu tình lười làm, những cái thằng dân chủ quậy lười làm muốn ăn ngon à, lại cứ gậy bậy, học thì ngu thì lại cứ thích làm lãnh đạo, làm sao mà làm được. đúng. Mà tôi chẳng Nên hiểu là làm sao mà mấy người nghe cái ông Tân Thái với Benny Trương toàn cái dạng coi như là đi giũa móng thôi, nhưng mà lại hô hào. Thì các ông có nghe nó thì các ông còn ngu hơn nó đã ngu rồi, các ông còn ngu hơn nó. Đấy, làm sao các ông nói chuyện được mà người dân người ta nghe được đấy. Nói ví dụ thế đó, tôi chỉ nói đơn giản thế thôi. Long Thủy đâu ạ? Long Thủy đang ở dưới cạnh, Long Thủy đang nghe. Em cứ Vâng, nói Long đi. Thủy. Hôm qua đấy rồi em bọn em hay tụ ở Long Thủy vào cái đội gọi là đêm không ngủ được ấy. Toàn nó nói đến chuyện đến sáng thôi. Thì cái thằng chó A Quy nó mò vào diễn đàn đấy, xong vào cái nó chửi em luôn. À, nó lại dọa em nhanh nhanh chiều, nó dọa y như kiểu A cái Quy dòng. bây giờ lộ mặt rồi, A Quy bây giờ lộ mặt ra rồi, trước đây còn nói nhẹ nhàng, bây giờ là lộ Vâng. hẳn mặt ra rồi, là đệ tử của Đào Minh Quân. Đấy, đệ tử của Đào Minh Quân rồi. Đấy, Đào Minh Quân là một tên trong một cái ở bên Mỹ thì người ta gọi nó là cái công ty thôi, chứ chẳng có chính phủ được cả. Gọi là một cái công ty chống cộng. Đấy, để phá vỡ Anh đất nước ơi, chứ. để em trả lời cái thằng Tăng Dương này. Mày nhìn đến đất nước hoang tàn ở đâu? Hoang tàn bằng Mỹ thả bom không?
Mày thấy đất nước Việt Nam chỗ nào bây giờ hoang tàn? Hoang Coi tàn chúng là phải tôi. sau năm 1975, từ đầu đất nước, từ đầu Tổ quốc cho đến cuối Tổ quốc, đất nước là một rải hoang tàn, chỗ nào cũng có hố bom, hố đạn. Đấy. Chỗ nào cũng có hầm trông rồi giao thông hào. Đấy, chỗ nào cũng có người Chúng chết. mày cứ rơi giọng điệu xuyên tạc, hoang tàn thì kệ mẹ nhân dân tao còn xây dựng trên đống đổ nát để như cuộc sống như ngày hôm nay. Chúng Đấy. mày chắc gì đã sống đã được bằng như bọn tao mà. Chúng mày cứ nói cái giọng. Hoang tàn cả đến cả một dãy núi Trường Sơn là đều bị hoang tàn hết. Tao Những cây ngu cối nhưng còn mà bị tao đốt còn hết. có tinh thần yêu nước. Còn chúng mày ngu, chúng mày khôn đấy. Chúng mày cứ phục vụ đất nước Mỹ mày đi. Nó chỉ coi chúng mày là cái loại canh thừa cơm cạn thôi. Cái loại công dân hạng bét. Nhá. Tao không biết mày đâu. Nhưng mà tao chắc chắn mày là ba que rồi. Đấy. Mà tao nói mày đi. Em nói với anh Siêu là em càng đọc, càng xem lịch sử thì em lại càng cảm thấy Bác Hồ là một người lãnh tụ phải nói thật sự là tiên đoán, Đúng. bấm trước được các tình hình. Mà thật ra em nói với anh, những cái gì mà Bác Hồ nói lại đến ngày hôm nay, nếu như chúng ta thực hiện đúng thì đất nước vẫn phát triển và đi lên còn phát triển vững mạnh rồi. Những cái đám ba Đúng. que này chúng nó cứ xuyên tạc, chúng nó chửi bới, chúng nó láo lếu, chúng nó không biết gì, chúng nó cứ nói đằng nọ nó lại dọ đằng kia, chúng nó cứ gọi là bọn này là cái loại gọi là là cái loại đầu tôm, tức là cứt để trên đầu, nó ngu. Đây nói để cho đại con Nguyễn hiểu đây này. Đại con Nguyễn này nói là Thôi anh ơi, cái chữ kệ của nó Bùi đi. Hiền mà, Anh đừng của nói giáo cái sư chuyện Bùi riêng Hiền tư, mà. nó comment kệ nó. Cái việc Rồi. đấy nó hỏi riêng tư. Còn bây giờ mình Không. cứ nói một cái người tên lên là mọi Đây cái này. mình đi một cái diễn đàn. Rồi rồi. Đây mình không cần, anh cứ ba que với cả phản động cho anh Siêu ạ. Anh đừng có đưa vào lái, bị nó lái, luyến lấy. Mình, anh Bắc Siêu không phải cái câu trả lời đấy. Ông cứ gọi cho ông bằng nghiền mà hỏi. Thế là hết chuyện. Anh Siêu ạ. Anh Và em thấy rằng là mà nó là chứ nó rốt ở cái chỗ này, cái chữ Bùi Hiền mà giả sử con muốn đưa vào phổ thông nữa thì phải giáo viên phải đi học trước rồi mới đưa dạy được, thì giáo viên còn chưa biết thì dạy được ai không, mà đợt lại này nó bảo là đang đưa bảo là vào. nó đang bảo là bọn nó về đợt này nó biểu tình nó giết ông đấy. Rồi. Nó giết ông Bùi Hiền này, nó giết bà Nguyễn Thị Kim Tiến này, nó bắt ông Trọng này, nó bắt ông Phúc này. Ôi trời ơi, Rồi. chúng mày cứ nói chuyện mẹ, chúng mày cứ nói chuyện cứ như là chúng mày mẹ mày có là cái gì mà chúng mày nói chuyện để mẹ mày bắt được, chúng mày bắt được tao chết luôn, Đấy, cứ thề trên diễn về đàn này chúng mày xuyên không bao tạc giờ cái gặp gì tao nó trên phải diễn đàn đúng, này nữa luôn, đúng, nói cái gì phải nói cho nó đúng, chứ nói làm sai bọn thì chém dân người ta gió phản này, đối, người ta phản đối ngay, toàn nói vớ vẩn. Giáo đâu viên người ta giáo chưa viên học người đang ta dạy được đang dạy ai, nào, giáo giáo viên viên đâu nào dạy, dạy, giáo viên người ta còn chưa học thì người ta dạy được ai. Nói thì nói cái gì, đâu là có lớp nào dạy giáo viên ở chữ Bùi Hiền đâu, trên cái đất nước này cái lớp nào giáo viên học ở lớp nào trường nào, nói cái gì nó phải đúng. Giáo viên còn chưa biết mà đi dạy học sinh thì dạy cái gì, nói nó phải đúng thôi chứ. Giáo viên đó học ở trường nào, khóa nào, ở thời gian là bao nhiêu, là bao nhiêu thời gian. Thế giáo viên không biết gì đi dạy học sinh thì dạy là kiểu gì? Nói nó phải đúng. đặc biệt là này anh này, cái bọn ba que nó cứ liếm đít cộng sản xong nó bảo thối thế, mẹ nó ngu thế chứ, nó gửi vào cái chỗ thơm gửi, nó cứ rúc vào bãi rác nó gửi, nó Nghe bảo mấy cái thằng đó, nghe mấy cái thằng vớ vẩn bao que nó xuyên tạc vớ vẩn mà ra nói ra người ta coi thường chứ, nói cái gì nó phải đúng. Đấy. Nếu giáo viên, tôi khẳng định một câu, nếu có cái trường lớp mà dạy giáo viên ở tại đất nước Việt Nam này của cái chữ Bùi Hiền nói thôi nhá, không phải một mình các ông lên tiếng hay là bọn bác quen lên tiếng đâu, mà dân Việt Nam cũng rất nhiều người lên tiếng, nói cho thế để cho hiểu thôi. Khi nào bây ra giờ đã. nhá. Nếu mà cái thằng giai đại ca Nguyễn này là giai ca Nguyễn này nhá, mày xác nhận cái chuyện đó có dạy rồi, mày lên diễn đàn trên mặt đi, tao với mày Đúng. làm một cái cá cược, Đúng.
mày ra mặt trên diễn đàn đi, mày cho địa chỉ mày đi nhá. Tao à, chỉ cái chỗ nào là chỗ học đi, chỉ chỗ nào là chỗ dạy đi, giáo mày, mày viên chỉ nào cần làm, mày chỉ thể hiện đúng thân thế của mày. Đúng. Và mày nói cái địa điểm đấy đã dạy cái chữ của ông Trần, ông đó, ông Bùi Hiền tao, à, để tao xem tao với mày làm bài cá cược đây nào. Mày cứ tuyên dẫn đến cái trường nó luôn que. Đúng cái bọn bà que sổ lá đây, nói nó phải đúng là cái chỗ là cái trường nào nó dạy những giáo viên nào đấy, khóa bao nhiêu, không, thời gian là bao nhiêu, anh ơi, rõ. Thằng học thằng ở nơi Tân địa Thái, điểm nào, Tân Thái với thằng Bé Ly Trương nó dạy thằng con này, dạy cái thằng này chứ làm trên gì mạng cô là giáo nó thầy còn ba que nó viết ra, ta không nên tin cái vấn đề gì trên mạng cả, ta phải tin vào thực tế. Nếu trên đất nước mình muốn thay đổi một cái chữ viết thì phải có cái trường lớp dạy cho giáo viên trước, giáo viên người ta học thuộc và người ta giỏi rồi người ta về mới dạy được học sinh đấy, ta phải tin tưởng cái đó chứ, nói ra cái gì nó phải đúng sự thật đấy. Còn không có một cái lời bừa lời bãi theo cái bọn ba que là không lên đấy, không lên nghe bọn ba que nó xuyên tạc, ta phải nhìn thực tế, ta là người trên đất nước này. Nó nhìn thấy trên 24 giờ, nhưng mà 24 giờ là chấm chấm cái gì, 24 giờ chấm chấm cái gì đấy, một hai là người ta đưa ra người ta nói như nào, hai là nó lại cắt xén đi. Ai là người nói cái ý tưởng ban đầu thôi, còn cái ý tưởng đấy người ta không bao giờ thực hiện được cả. Bây giờ cái này nói cho nói cho lại Cao Nguyễn này, cái này là khi ông Bùi Hiền ông ý là sáng tác ra cái chữ này thì ông ý lấy xin cái bản quyền của ông ấy, có nghĩa là ông xin một cái bản quyền, không ai được vi phạm vào bản quyền của ông ấy. Và cái chữ Bùi Hiền này có đưa ra bàn luận nhưng mà không ai nhất trí, quốc hội không nhất trí, nhà nước không nhất trí thì không thể đưa vào giáo dục được đấy. Khi nào quốc hội người ta ra một cái ý kiến đó và có một cái luật đàng hoàng nhá, khi nào ra quốc hội phải đưa ra một cái luật, ví dụ như là một cái luật an ninh mạng chẳng hạn đấy, phải có bấm nút đấy, thì bây giờ là mới có ở trên mới có được phổ biến, chứ không phải nói bừa nói bãi được. Có thể là cái gì cũng đưa ra để nói bừa nói bãi được đâu, nói chuyện cái gì vậy, phải có quốc hội theo dõi quốc hội đi, quốc hội bấm nút khi nào để cho quyết định để cho vào học cái chữ đó đấy, phải nói cho rõ, phải tìm hiểu cho kỹ, đừng có tin ba cái chuyện lăng nhăng, xem ba cái chuyện lăng nhăng thì nói bừa nói bãi là không được đấy. Ta phải nói này, ở trong nước người ta không kêu thối, các ông ở ngoài thì các ông lại cứ bảo thối, các vì các ông cứ giúp vào đít cộng sản cho nên các ông bảo thối, các ông cái chỗ thơm thì ông không ngửi, các ông cứ ra hố phân các ông ngửi thì nó chẳng thối, các ông vào cái chỗ nó sạch ấy thì nó chẳng thơm, mẹ thối nát. Các ông mẹ hơi bị nhầm đấy, tầm Việt Kiều chứ các ông về nước bây giờ không tuổi gì với những anh em trong nước đâu. Mẹ đúng. Tiêu tiền cái loại chúng mày còn rón rén cơ. Nhá. Nhà ở sạch thoáng mát không ở, cứ chui vào nhà vệ sinh ở làm gì không thấy thối. đúng. Nó cứ bảo là nước nhiễm độc. Mẹ, bây giờ nước nó có nước ao, có nước cống, có nước cho lợn ăn, cho chó ăn. Bây giờ cái nước sạch ở đây thì không uống. Nó cứ rúc bẹ xuống nước bể phốt đâu uống, loại bảo nước thối thế ô nhiễm. Nhầm rồi. Nó ngu ghê lắm. Đúng. Ăn. Nhầm rồi mấy ông là comment chủ hoa hay chú hoa này này, hay chu hoa này, nên nhớ là này. Tôi nhìn vào cái gì thực tế. Ví dụ như một cái chữ Bùi Hiền này, tôi nói ví dụ nha. Thì trước hết khi quốc hội thông qua thì mới được đưa vào giáo dục. Mà quốc hội thông qua thì họ phải lập ra một cái trường để dạy cái chữ đó đấy, cho các giáo viên. Thì cái trường đó phải làm ở đâu, tôi nhìn thấy thì mới là thực tế. Mà khi là quốc hội bấm nút thông qua, nó đó mới là thực tế. Nó đọc ở trên 24 giờ. Chứ bây giờ lại nói bảo nói bừa nói bãi như thế là nói một cái đấy. Giờ, đừng có nói bịp mắt tôi. .vn khác, .com khác, nó nhiều cái bọn xuyên tạc mà cái bọn ba que chuyên cắt xén buôn hận thù. Thì nói bảo đừng có nói tôi không đi nước ngoài, tôi có tầm nhìn hạn chế nhá. Tôi đưa cho mọi người xem cái visa của tôi và tôi đã đi rất nhiều nơi rồi. Không cần phải chứng minh. Tôi đưa cái visa ra sao? Phải thanh minh.
cái bọn bà que làm gì. Tao chẳng cần đi đâu cả, tao yêu đất nước tôi yêu dân tộc tôi, thế thôi. Còn chúng mày đi, mày có thấy dân tộc Việt Nam có cần đi đâu anh Hùng không? Đúng. Đéo có thằng nào trên thế gian này bắn rơi bên năm mai, chỉ có Việt Nam thôi nhá. Đừng nói là tôi không hiểu, cái gì tôi nhìn thấy thực tế thì là tôi tin đó là bảo sự thật. Nó có một cái giọng khốn nạn ở đây, nó bảo nó yêu nước nhưng nó rất coi thường người dân, anh hiểu không? Nó coi thường người dân trong nước, nó chửi rủa. Đại ca Nguyễn này, nhớ này, không phải là chúng tôi không nói đến cái xấu đấy, đại ca Nguyễn này, cái xấu của đất nước chúng ta cũng cần phải nói, chúng ta rất cần phải nói lên những cái xấu đó để thay đổi. Đừng nói là chúng tôi chỉ nói cái tốt. Đấy. Tại sao chúng tôi phải nói đến cái tốt? Là vì chúng tôi bẻ gãy cái luận điệu xuyên tạc của Ba Que. Đấy. Vì vậy chúng tôi phải nói lên những cái tốt. Đấy. Vì bọn Ba Que nó không cho chúng tôi nói lên cái xấu của trong đất nước của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi phải trước mắt phải bẻ tan cái luận điệu xuyên tạc của bọn chúng nó ra. Sau đó, nếu như không có cái bọn Ba Que hoặc bọn dân chủ cuội chống phá đất nước này, chúng tôi sẽ tập trung đấu tranh về những cái nào mà thực tế đang tiêu cực ở trên đất nước này. Đấy. Tôi khẳng định tôi là người đầu tiên sẽ đấu tranh, không tôi không sợ. Đấy. Đứng trước họng súng của quân thù bao nhiêu năm tôi còn chả sợ. Tôi còn không sợ chết, tôi còn sung phong lên để chết mà tôi còn không được chết. Nói thẳng đấy. Uống gì đến bây giờ tôi sợ việc gì tôi phải sợ chết. Tao nói với chú này. Rồi được rồi, thằng Tăng Dương thì mày chẳng tăng mạnh chẳng con nào, nhưng mày cũng bác gọi một chú. Tao nói cho mày tại sao tao không nhìn xã hội. Xã hội nào cũng có những điều này và điều kia. Nhưng trong cuộc sống người ta phải biết rằng là mình sống ở thể chế nào, mình phải chấp hành theo cái thể chế đó. Tại sao chúng mày cứ lấy một cái hình tròn chúng mày cho vào cái hình vuông mà chúng đây. Mày phải cứ bắt nó bằng nhau. Đấy. Nói đại ca Nguyễn nói là sợ Ba Que là không phải. Đấy, sợ Ba Que là lầm. Không việc gì phải sợ Ba Que. Đấy. Nhưng phải bẻ gãy cái luận điệu xuyên tạc của chúng nó. Chúng nó nói xuyên tạc thì một số người trong đất nước của chúng ta có thể hiểu lầm, có thể gây ra những bạo loạn để cho đất nước chậm phát triển hoặc là không phát triển, để cho nước ngoài người ta nhìn vào đất nước Việt Nam bằng một con mắt khác. Đất nước Việt Nam, một đất nước không được ổn định thì sự phát triển không bao giờ có. Đấy, là nhớ là như thế. Đấy. Chứ đừng có nói bỏ, cái đó mới là cái nguy hiểm. Đấy. Anh Siêu nước. Ơi, à. Anh Siêu, em nói mạnh đấy nhá, 1.2 triệu binh lính đầy đủ vũ khí chạy tụt quần. Bây giờ còn ba cái thằng phản động Ba Que bảo là cái gì mày sợ. Đúng, cái gì mày sợ. Chẳng bao giờ bọn tao sợ cả. Tao nói cho mày biết như thế. Người ta sợ là người ta sợ những cái gì nó thuộc về chính nghĩa, cái gì sai trái. Mình làm những việc sai trái thì mình phải sợ thôi. Chứ còn nếu mà làm những việc chính nghĩa không có gì phải sợ cả. Tao đây này, tao không bao giờ những cái bọn Ba Que lên toàn phải nấu mặt. Tao là cứ thẳng mặt đây này. Anh em trong nước, những người yêu nước này, chân chính không sợ là ra mặt đây này. Chúng mày toàn thằng lên nấp xong thì thào vài ba câu xong bắt đầu nói xấu. Người chú ta nói nó xấu sai người rồi. Ta phải dám, người ta dám làm thì người ta phải dám chịu. Hiểu không? Người ta chú dám nói sai rồi. Thì người ta phải chịu trách nhiệm trước lời nói. Còn chúng mày hèn lắm. Chúng mày hèn 43 năm nay vẫn hèn. Tôi nói cho chú Hoa nói sai rồi. Bảo là tôi không tin đảng và chính phủ là cái đó là sai hoàn toàn. Phải tôi là chứ. Người đi theo cách mạng. Cách đây hàng 50 năm là gần 50 năm nay rồi. Tôi là người đi theo cách mạng. Tôi phải tin tưởng vào đường lối của cách mạng. Đấy. Thì tôi mới theo cách mạng. Và đến giờ này, đến giờ phút này tôi là người dân già sắp chết rồi. Nhưng cái tinh thần cách mạng của tôi lúc nào vẫn còn, cũng có. Tinh thần cách mạng để bảo vệ Tổ quốc. Muốn bảo vệ Tổ quốc phải tin tưởng vào Đảng và Chính phủ, vào đường lối của Đảng, đường lối của nhà nước thì mới bảo vệ được đất nước. Chứ một mình tôi làm sao bảo vệ được đất nước? Đấy, nói cho chú Hoa chú Hiếc này chả biết tên là chú Hoa chú Hiếc là gọi là mấy thằng Ba Que. Đấy, để cho hiểu đấy. Người dân chúng tôi
phải tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của nhà nước, của chính phủ. Đấy. Thì mới đất nước mới tiến lên được. Đấy. Còn cứ theo cái luận điệu của bọn bao que thì đất nước sẽ tụt xuống, không phát triển mà tụt xuống. Đấy. Nói rõ là như thế. Cho mọi người hiểu nhá. Chứ không phải là đừng nói là bảo trong nước nó không tin tưởng một đảng và chính phủ là sai. Nói thế là sai. Xin mời Riêng lên. về em nói mạnh về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước là rất đúng, nhưng Đúng. có thể có những cán bộ làm không đúng, đấy là con người biến chất bởi vì nó là những con sâu. Đúng. Nhưng em nói mạnh khi đó mình nói về đích danh một đối tượng nào thì phải có chứng cứ để buộc tội người ta, chứ không thể ăn nói lăng nhăng được, bởi vì mình không phải là ba que. Cho nên Đúng. là nói quy chụp một ai đó mình phải có bằng chứng, anh nghe em không, chứ Đúng. nếu không mình không thể ăn nói bừa bãi được. Còn em đã nói rồi, không có một cái gì nó hoàn thiện hoàn hảo, bất kể một chính phủ nào, bất kể một đường lối, một thể chế nào, nó đều có những mặt mạnh và mặt chưa được. Cái chính là không được, lẽ ra ấy, em nói với anh là cái bọn ba que này không xuất hiện ấy, thì có thể anh Đúng. em mình lại có thời gian để điều Tập trị cái lũ trung sâu bọ. vào. Đúng. Nhưng mà bây giờ là cái bọn phản động là phải điều trị trước, sau mới đến sâu sau, vì sâu nó ăn cái lá thì nó lấm tấm thôi, nhưng mà bọn phản động này là cẩn thận nó đào mẹ cả củ lên, thế là mình chết đói tất đấy. Nó chẳng khác gì năm 45 ấy, bọn giặc Nhật ấy, nó bắt rổ lúa trồng đay ấy, thế là cả mẹ chết bao triệu cả triệu người ấy, là vì cái đợt giặc đấy. Chú Hoa, tôi trả lời chú Hoa đấy này. Không phải là chỉ có những người về hưu họ phản đối đâu, mà nhân dân trong nước rất nhiều người, những người nào người ta xem qua, người ta nghe qua, người ta cũng rất nhiều người phản đối đấy, vì người ta phản Chào anh đối Vinh lên Đỗ những nhá. cái không đúng đấy, Anh vì Vinh người ta Đỗ có tự lên do ngôn luận. lên Đất tí để nước mà Việt phô Nam, kê nào. tự do ngôn luận ở chỗ đó, người dân được quyền nói lên cái Chào chính kiến của mình Phương Nguyên mình. đấy, cho nên là người ta phản đối là như thế, chứ không phải là chỉ có những cán bộ về hưu. Đấy, những người dân như bạn đại điển hình như tôi cũng là một người dân đấy, chứ không phải là những ông về hưu, những ông cán bộ về hưu ông mới Chào anh nói Cầm lên cái nhá. chính kiến đó à. Đấy, Anh Cầm có lên tham gia tí không anh Cầm ơi? ai tham gia thì xin gửi